Dạ, nhà đất Linh Hoa xin kính chào quý khách. Hiện tại thì Linh Hoa đang đứng trước con đường trục đường của đường Bình Thạnh, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân. Và cái khu nhà này là cái khu cực kỳ đẹp luôn. Nhà mình có một cái ưu điểm là mình đối diện với khu công viên, rất là thuận tiện, không khí trong lành, thoáng mát. Ở cái vị trí căn nhà của mình nằm trong cái khu phân lô đồng bộ cao tầng, cho nên quý khách thấy được dãy nhà cao tầng mình xây như nhau là một trệt một lửng, ba lầu, nhà mới xây 100%. Và đường thì là đường nhựa, có vỉa hè khoảng 2 mét, nhà mình xây đủ luôn điện nước âm, cho nên cái không gian và cũng như cái vị trí của căn nhà cũng như cái nằm trong cái khu phân lô cực kỳ đẹp. Ở đây mình gần như một cái khu đô thị mới. Quý khách thấy con đường ở phía trước nhà là hai xe ô tô tránh nhau thoải mái. Và đây là cái căn nhà mà Linh Hoa sẽ giới thiệu đến quý khách với diện tích ngang 4m1 và 12m5. Mình có cái vỉa hè khoảng 2m, nhà xây đủ với một trệt một lửng, 3 lầu. Phía bên ngoài mình thiết kế là cửa cổng là cửa sắt CNC, sơn mạ đồng, loại sắt cao cấp và nó rất là hiện đại. Phía bên trong là mình sử dụng cửa kính cường lực, cách nhiệt, cách âm rất là tốt. Đây là không gian bên trong của phòng tầng trệt. Với gạch hai bên tường mình ốp cao tầm 1m4, gạch bóng kính, loại gạch cao cấp mới hiện đại bây giờ. Và phía bên trên là mình sử dụng tranh 3D. Chủ nhà sẽ tặng cho mình một số cái vật dụng cơ bản. Ở đây mình có bộ bằng salon nè. Ở cái vị trí căn nhà này, nếu mà mình không để bộ salon ở đây thì mình để được cái xe ô tô 7 chỗ. Và khu vực đối diện với cầu thang là mình có một cái tủ rượu khoảng tầm 2m hơn, sử dụng là gỗ tự nhiên. Phía bên trong là không gian của bếp, quý khách thấy được cái mặt tường bên trái bên phải của bếp là mình ốp gạch cao phun trần luôn. Vị trí của cầu thang là mình sử dụng kính cường lực và gỗ tự nhiên cho tay vịn cầu thang và thành cầu thang. Và chúng ta di chuyển lên trên cái không gian tầng lửng để tham quan cái khu vực ở trên tầng lửng nhé. Và đây là không gian của tầng lửng, mình có cái không gian tầng lửng cực kỳ đẹp. Ở phía bên tay trái quý khách thấy được cái mảng tường bên đây trang trí rất là đẹp và sang trọng. Phía bên trong không gian tầng lửng, sàn mình sử dụng là sàn gỗ, trần, thạch cao, hệ thống đèn chùm. Ở phía cuối là mình chừa ra cái cửa sổ, mình thiết kế cái cửa sổ để lấy ánh sáng và gió vào. Các cái mảng tường là mình sử dụng PVC để mà mình trang trí cho cái phần không gian tầng lửng cực kỳ đẹp, sang trọng và bắt mắt. Quý khách thấy được cái trần của khu vực tầng trệt rất là đẹp luôn. Thông thường thì mình sử dụng không gian tầng lửng để làm phòng khách và tầng trệt để là xe ô tô và xe gắn máy. Mình có tổng cộng 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, sân thượng, sân phơi trước sau đầy đủ. Nhà hướng nam, hướng này rất là mát luôn. Và đây là không gian của lầu 1. Lầu 1 mình thiết kế làm 2 phòng, phòng ngủ trước và phòng ngủ sau. Mỗi một phòng ngủ là mình có một cái toilet riêng biệt từng phòng. Và cái phòng toilet này tương đối là rộng, cho nên mình sử dụng các cái nội thất cao cấp như vòi sen tắm phi thuyền và gạch ốp cao phun trần. Đây là cái khoảng không gian ở bên ngoài, nhà mình đối diện với khu công viên. Và quý khách thấy được cái môi trường xung quanh mình đối diện bên kia cũng là khu nhà cao tầng cực kỳ đẹp, sang trọng. Ở cái vị trí này quý khách có thể kinh doanh online hoặc là mở văn phòng công ty đều được hết. Và đây là không gian của phòng ngủ ở phía sau. Cửa phòng mình sử dụng là cửa gỗ tự nhiên, tông màu chủ đạo của căn nhà mình là tông màu trắng sáng, cho nên các cái không gian của phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn đều rất là rộng, thoải mái và nhìn nó rất là sang trọng. Từ vị trí căn nhà mình đi ra chợ Bình Thạnh khoảng 70m thôi, rất là thuận tiện. Và ở cái vị trí này trong vòng 100m là mình gần chợ, này ngân hàng, siêu thị, trường học. Và đặc biệt là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rất là thuận tiện cho quý khách có con em còn đi học. Và đây là không gian của lầu 2. Thì ở lầu 2 cũng thiết kế giống như ở lầu 1. Mình cũng có 2 phòng ngủ trước và phòng ngủ sau. Mỗi một phòng ngủ là mình có một cái toilet riêng biệt từng phòng. Và cái phòng ngủ ở phía trước là mình có cái phần hành lang bên ngoài khoảng trên 1m. Thành hành lang cao trên 1m4 và được sử dụng bởi sắt CNC. Đây là không gian của phòng ngủ phía sau. Mỗi một phòng ngủ là mình đi sẵn dây máy lạnh và wifi là đi sẵn hết. Ở phòng ngủ phía sau này mình có thiết kế một cái cửa sổ, vì ở phía bên sau căn nhà mình có một cái khoảng không gian trống,
cho nên mình lấy được rất là nhiều ánh sáng, không khí, gió vào căn nhà của mình. Dù là phòng ngủ phía sau thì nó cũng có đầy đủ ánh sáng. Ở đây mình đi ra ngã tư Hương Lộ 2, Mã Lò, Lê Ân Quế, Mã Lò, Tân Kỳ, Tân Quý thì tầm khoảng 2 km thôi. Và đây là lầu 3, cũng là tầng lầu cuối cùng. Ở cái vị trí này là mình thiết kế một cái phòng nữa, thông thường sử dụng phòng này cho phòng thờ. Và phía trước là mình có cái khoảng sân thượng rất là đẹp, cực kỳ lý tưởng luôn, thiết kế nhìn kiên cố, sang trọng và bắt mắt. Và ở phía sau là mình có một cái phần sân thượng ở phía sau để sử dụng làm sân phơi, và xung quanh được bao bọc bởi các cái song sắt cho nên rất là an toàn. Ở trên mái là mình để bồn chứa nước và hệ thống năng lượng mặt trời. Với giá chỉ có 5,6 tỷ, còn thương lượng, quý khách có nhu cầu tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với nhà đất Linh Hoa. Xin cảm